Rồi Vũ mến chào các bạn à, trong thời gian mình chờ đợi Mạnh tháo cái trục đó ra thì bây giờ thôi mình hôm nay mình quay nó cũng hai ba clip rồi. Giờ thôi mình leo lên trên mình khám phá cái khu vực ở trên cabin chỗ tài xế ngồi cho các bạn xem nha. Xem thử coi ở trên đó nó nội thất như thế nào nha các bạn. Ôi, nãy giờ mình mới cân cái gimbal lại. Rồi giờ mình lên trên nha các bạn. Đây à. Trời nước uống một lốc luôn. Cái này hình như cái cần này đẩy xuống nha các bạn. Này là tại anh kéo lên á. Không, cái dấu cầm ở tay nè. Dễ hay không? Ở đây anh đang sạc cái điện thoại trên này. Cái này nhìn thấy cũng đơn giản mà. Không phải là cái chiếc John Deere có qua lăng lái không, mình quên mất tiêu rồi. Đây, xe mới mà anh chạy tới giờ chưa có tháo cái bao yên ra luôn. Đây là bộ điều khiển nha các bạn. Hệ thống phía trên. Đây đèn. Còn phía bên đây chỗ cửa đi lên. Đủ má chừng cái bà chị u gồng bỏ phá không? Đây chừng mấy cái lỗ này chắc mày lỗ lo quá hả? À, mấy cái này là mấy cái lo hả? Lỗ lo hả? Ở đó cái máy lạnh luôn. À, máy lạnh thôi. Cái này hình như nó khác hơn trong đẹp phải không ta? Hình như nó có trong đẹp, hình như nó có qua lăng hết ta. Còn khi mà anh chạy là anh tháo anh hạ cần này xuống không? À, bây giờ mình nè vào điều khiển nè. Ha, nút điều khiển. Cái này cái cần bấm đây nè. Cần bấm này nè, cần lái vậy nè. Đó, màn hình. Trời. À, bữa đoạn nó có cái con máy tắt nó có ký hiệu hết ha. Ký hiệu. Đó, ký hiệu điều khiển á. Này quạt gió nè ha, có ký hiệu quạt gió, này ưu tiên. Có nút có ký hiệu hết nè. Các bạn coi cái ghế nó nhúng nè. 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 Đó. Nhúng y như là thôi còn hơn ghế xe hơi nữa. À, thấy không? Thấy nó nhúng không? Im dữ dằn im lắm. Rồi, vô. Để cả phía bên ngoài. Để coi còn cái gì quay cho các bạn xem nữa không ta? Cái trong đây thì nó có chứ có gì thôi các bạn. Xung quanh thì này là mấy cái máy lạnh không à. Chỗ máy lạnh nó đưa hơi ra. Đó, đi. Ở trên hai các bạn thấy không? Nút đèn đổ trên nè. Nút đèn ha, có pha đổ trên hết luôn ha. Nút điều khiển máy lạnh bên đó. Vậy giờ mình ra mình nè. À, tham quan phía bên trên chút xíu nha các bạn. Đây là cái chỗ ngồi của anh Tý rồi Hoàng em. Công nhận cái ghế nó im thấy sợ luôn ha anh. Không im là nhúng edit rồi. Ghế rất là xịn luôn ha. Xịn sọ.
Thường thường trên này nó có một cái ghế phụ nha các bạn, ghế phụ nhỏ cho ai muốn lên ngồi ngồi. Đây lá mía, còn thấy dơ không? Vô vụ rồi, chạy suốt luôn, đâu có thời gian đâu dọn rửa vệ sinh. Ở trên đây hình như là mấy cái lọc gió nó nằm trên này nè, nên bây giờ xung quanh là nó bao bọc bụi, bao bọc hết rồi, bao bọc hết nha các bạn. Trên kia có bình nước, nước làm mát, bình nước mát. Trên đây rất là cao, đây bên trên luôn. Khám phá đây là phía bên trên nha các bạn, phía bên trên chỗ cái bầu cánh quạt lớn nè, bầu cánh quạt lớn nó thổi ra đây, đó là mấy cái băng tải nhìn thấy luôn ha. Xung quanh này, xung quanh cái lọc trên này là có lưới cho luôn. Bầu lọc gió của cái này là bầu lọc gió của cái máy, cái bầu lọc gió của cái máy nha các bạn. Còn cái này là cái lọc này là của thằng nào đây, cái mùi cả thấy gì cho cao đấy nha các bạn. Đây xuống đó là 4 mét, trên 4 mét. Rồi, thôi chúng ta đi dài, dài xuống nha các bạn. Đây, các bạn coi tiếng hậu nè. Hậu đã không? Tới tối dần đèn nó cháy sáng nha các bạn. Dần đèn nó sáng cháy sáng dữ dằn lắm. Tại vì nó sáng để mình mà chặt ban đêm rồi luôn á. Để qua phía bên đây thử đi. Bên đây trong đây đúng rồi các bạn, trong đây nó là cái cánh quạt, cánh quạt. Trong đây là cái két nước, trong đây là cái két nước của cái máy ha. À, két nước của cái máy nó nằm trong đây. Và về hèn chi xung quanh nó bao lưới quá lớn luôn nè, để cho nó rút đủ gió nha các bạn. Hàng khi lá mía rồi nó dính đó, người ta cũng tính toán hết rồi, rút cho đủ gió. Rồi cho mình biết đấy các bạn. Đây là cái hoặc cái két nước nằm trong đây, hèn chi két nước nằm trong đây, hèn chi cái bình nè, bình nước làm mát nó nằm đây. Rồi, bởi vì mình rút cái bên kia qua nó nè, rút gió trong đây qua nó nè, rút gió từ đây nha các bạn, rút qua đó vô cái bầu rồi xuống cái máy dưới. Rồi mình xuống dưới cái để mình bỏ điện thoại vô xuống dưới nha các bạn, để rớt điện thoại á. Thôi nãy giờ mình cũng